Hello, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến Thì hôm nay mình lại tiếp tục clip Thì mình giờ này cũng đã tối thì mình chuẩn bị nghỉ nha Mình vừa gã con xe này để mời mình nâng cấp động cơ cho con xe này nha Thì mình uh, bỏ chút thời gian để mình quảng cáo chút xíu nha anh em Đó, ngựa ngựa, giờ này mặt cũng chết luôn mà hôi đổ mà còn quảng cáo Thì bên mình có ép bản số luôn nha anh em Thì có nhiều anh em lại tiệm thì không biết Thì thật ra là mình tiệm mình là có ép bản số luôn nha anh em Thì mình uh, có những cái khung bản số là tất cả các dòng xe tay ga xe số này kia luôn nha anh em đó anh em mà muốn uh, cái khung ở ngoài là titan hoặc là khung thường khung bông này kia mình vẫn có nha đó đồ ở uh, mình là vừa hết là mình sẽ lấy thêm vừa hết là mình sẽ chăm thêm mình không để cho mà nó cạn kiệt nha anh em thì mình đang chuẩn bị là nâng cấp động cơ xe của chiếc này nha anh em chuẩn bị mới làm đồ nha đó cái bản số mà anh em thấy chỗ này nè nó bị mục này kia thì anh em chuẩn bị lại tiệm mình nha không thôi là nó rớt bản số làm tốn tiền lắm thì ngoài làm xe tại tiệm thì mình có nâng cấp một số đồ để bán cho anh em tất cả cho anh em trên toàn quốc luôn nha mình ship code toàn quốc luôn nha anh em đó như là cái nồng này là nồng 110 mà ghi trên đây xạo xạo nồng 5449 đồ đó xạo xạo đây là bình bông mai nha anh em đó còn đây mới gọi là trái năm tư nó cái bộ năm tư này ngày mới gáp vô qua chiếc xe đang gã hơn trước nha anh em ơi gia công vài món nữa là xong nha đó còn đây là cái cuộn bọc xốp để gói đồ chống dễ dở cho anh em nè còn đây là chơi nhớt mà để tha vô để bảo dưỡng cho đựng xét cho anh em khi vận chuyển nè thì giờ này mặt mũi tèm lem như con mèo mắc mưa luôn thì mình cũng có lập yên luôn nha các bạn nhưng mà mình lập yên cho những cái dòng xe tay ga xe số này ghim cho mình không có đổ yên nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ là đóng cửa vô nghỉ ngủ nha các bạn chứ còn gì đâu quay quảng cáo sơ sơ <laughs> thôi quảng cáo sơ sơ thôi nha tạm biệt bạn nha